XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các bạn, tôi là Khánh Kiên. Đã có một số anh em comment thắc mắc cho X Channel rằng là nên chọn đồng hồ Seiko hay là đồng hồ Citizen hơn. Thưa các bạn, thì cả hai thương hiệu Seiko và Citizen đều là những cái thương hiệu nhất nhì Nhật Bản. Chính vì vậy mà chất lượng cũng như là cái độ uy tín của hai thương hiệu này là không thể bàn cãi. Tuy nhiên thì mỗi thương hiệu lại có một cái thế mạnh khác nhau và hướng đến đối tượng người dùng khác nhau. Vậy thì bạn phù hợp với Seiko hay là Citizen hơn? Hãy cùng tôi phân tích qua video sau đây nhé. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng so sánh về thương hiệu. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, thương hiệu đồng hồ Seiko cùng với những đồng hồ máy quát của mình đã có cuộc lật đổ đế chế đồng hồ Thụy Sĩ. Thành tích đó vẫn được nhắc đến ngày nay và được xem như là một thành tích nhiều độ chính xác cho cái mức độ sai số cực thấp với giá thành rẻ. Seiko đã vươn mình ra khỏi Nhật Bản để đặt một chân vào bản đồ đồng hồ thế giới. Tại Việt Nam thì Seiko cũng đã xuất hiện trên thị trường từ khá sớm. Đầu tiên là Seiko Sinh Phục Sài Gòn và sau đó là Bắc Tiến sau giải phóng. Đồng hồ Seiko đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng xa xỉ và là một trong những vũ khí tán gái được ưa chuộng nhất thời bao cấp. Còn về phần Citizen, tuy chỉ là kẻ đến sau nhưng mà vị thế của thương hiệu này trên bản đồ đồng hồ thế giới lại thực sự đáng nể. Với việc sở hữu hàng loạt những cái thương hiệu lớn như là Bulova hoặc là Felix Constant, Citizen với những cái bước tiến vững chắc và đầy tự tin chắc chắn sẽ trở thành một thế lực hùng mạnh trong ngành chế tác đồng hồ, sánh ngang với bất kể hãng đồng hồ nào khác. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng so sánh về phần kiểu dáng. Tất nhiên thì mỗi một thương hiệu đều có những dòng sản phẩm khác nhau với kiểu dáng khác nhau nhằm phục vụ cho những đối tượng người dùng khác nhau. Seiko và Citizen cạnh tranh nhau ở mọi phân khúc giá và tất nhiên thì chúng ta vẫn có thể chọn ra được nhiều chiếc đồng hồ có mức độ tương đồng giữa hai thương hiệu này. Tuy vậy thì mỗi một thương hiệu vẫn có những nét đặc trưng riêng. Citizen thì tập trung hơn vào cái vẻ đẹp thiết kế sang trọng, hiện đại, mang hơi hướng của châu Âu. Sử dụng những đường nét thanh mảnh kết hợp với lớp kim loại sáng bóng, Citizen rất dễ dàng gây ấn tượng mạnh với những người thích vẻ lịch lãm và nhẹ nhàng. Seiko lại nổi bật với những cái viền bezel lớn kết hợp với cái thiết kế góc cạnh mạnh mẽ, tạo ấn tượng cho những người có cá tính mạnh và năng động. Xét về tổng quan thì Seiko có nhiều dòng sản phẩm đa dạng hơn Citizen. Mỗi người có một con mắt thẩm mỹ khác nhau cho nên cái phần đánh giá về xấu đẹp hay là phù hợp với ai thì tôi sẽ nhường cho các bạn. Còn về cái giá trị nội lực của nó thì sao? Seiko ngay từ đầu đã được định vị là một hãng đồng hồ đi đầu về công nghệ. Chính vì vậy mà hãng đã liên tục cho ra mắt những cái sản phẩm với những cải tiến về mặt tính năng. Những công nghệ như là sử dụng pin năng lượng mặt trời hay là GPS có khả năng tự điều chỉnh giờ gây được tiếng vang cho người yêu đồng hồ. Công nghệ nổi bật nhất của Seiko chính là bộ máy Kinetic. Đây được coi là một bộ máy hoàn hảo khi kết hợp được toàn bộ ưu điểm của hai loại máy Automatic và Quad. Đó là khả năng tính giờ chính xác với sai số cực nhỏ của máy Quad nhưng lại có quả vang tái tạo năng lượng như đồng hồ cơ. Nếu như Seiko tự hào với bộ máy Kinetic của mình thì Citizen lại có EcoDrive với khả năng tự động sạc pin ánh sáng. Đồng hồ Citizen EcoDrive có khả năng nhận bất kể nguồn ánh sáng mạnh yếu nào, dù đó là ánh sáng của một ngọn nến hay là ánh đèn huỳnh quang. Ngoài ra thì trên những chiếc đồng hồ lặn chuyên biệt, Citizen còn trang bị những tính năng đếm tuần trăng để giúp người thợ lặn có thể xác định được mức thủy triều lên và xuống. Và cuối cùng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chất lượng của đồng hồ Seiko cũng như là đồng hồ Citizen. Chất lượng của đồng hồ Seiko đã được kiểm chứng qua thời gian và được đánh giá khá là cao. Trải qua hơn nửa thế kỷ, những chiếc đồng hồ Seiko 5 chém cạnh vẫn bền bỉ và chạy tốt với thời gian. Đó là những chứng minh hùng hồn nhất về chất lượng của đồng hồ Seiko. Khả năng chống nước và chống va đập của đồng hồ Seiko cực tốt mà khó có thương hiệu nào có thể sánh bằng. Chất lượng của đồng hồ Citizen cũng không hề kém cạnh so với đồng hồ Seiko. Bộ máy Miyota do chính Citizen sản xuất có mặt không chỉ hầu hết trong những sản phẩm của hãng mà còn được các hãng đồng hồ khác tin tưởng sử dụng. Theo đánh giá thì máy Miyota thậm chí còn qua mặt máy của Seiko để trở thành một bộ máy phổ biến nhất thế giới bởi cái độ bền, độ chính xác cực cao và giá thành cũng vô cùng hợp lý. Và tôi cũng xin chia sẻ thêm về cái thú chơi đồng hồ Automatic giữa hai thương hiệu Seiko và Citizen hiện nay. Không thể phủ nhận rằng là những người thích đồng hồ Automatic thường lựa chọn thương hiệu Seiko nhiều hơn. Đó là vì Seiko sản xuất ra nhiều mẫu đồng hồ Automatic hơn Citizen. Tuy vậy thì cái tỷ lệ người dùng đồng hồ Automatic của Citizen lại có xu hướng trung thành với thương hiệu hơn so với đồng hồ Seiko. Nói chung thì hai thương hiệu này đều có cái thiết kế đặc trưng khác nhau, sử dụng thương hiệu khác nhau. Chính vì vậy mà khó có thể khẳng định rằng là đồng hồ nào tốt hơn khi so sánh giữa đồng hồ Citizen và Seiko. Việc lựa chọn tùy thuộc vào cảm nhận và sở thích của mỗi người mà thôi. Tuy hai thương hiệu có những cái sai khác như vậy, nhưng mà cả hai thương hiệu đều có một số điểm chung, đó chính là bộ máy rất là tốt,
Ngoài ra thì cái độ hoàn thiện bên ngoài theo nhiều anh em đánh giá đó chính là cực kỳ vượt trội so với giá tiền. Và để trả lời cho câu hỏi là bạn phù hợp với Seiko hay là Citizen hơn thì có lẽ là chúng ta sẽ phải xét trên rất nhiều yếu tố, đó chính là ngoại hình, sở thích, tính cách và môi trường làm việc. Vậy thì nếu bạn nào mà chưa xác định được cho mình là nên chọn đồng hồ Seiko hay Citizen hơn thì có thể comment bên dưới để tôi có thể hỗ trợ cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các số video tiếp theo. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.